50 xe khách phản đối chuyển tuyến ở Hà Nội bị cẩu đi trong đêm. Đại diện cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, 50 xe khách Nam Định Thái Bình phản đối chuyển tuyến ở thủ đô bị chặn trước trạm thu phí cao tốc Pháp Vân đến gần 23 giờ đêm qua. Lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe cứu hộ để cưỡng chế và kéo các xe này đi. Lực lượng chức năng dùng xe cứu hộ cẩu và kéo xe khách hành trình tuyến Thái Bình Hà Nội mang biển kiểm soát 17B 00517 sang bên kia đường đã vấp phải sự phản đối của chủ xe cùng nhiều người khác. Anh Bùi Trọng Đại chủ xe hành trình cho biết, xe của tôi bị cầu kéo đi mà lực lượng chức năng không có giấy tờ gì giao cho tôi. Do các nhà xe phản đối nên việc cưỡng chế kéo xe đi bị tạm dừng. Sau đó lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền để các lái xe đưa xe đi nơi khác nhưng một số cố tình không chấp hành. Vì vậy cảnh sát giao thông đã niêm phong các xe này và kéo về trạm dừng nghỉ 239 thuộc địa phận Hà Nam. Trước đó vào trưa ngày 28 tháng 2, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện trực tiếp đến khu vực tập kết của các xe khách tại trạm thu phí Pháp Vân để vận động doanh nghiệp giải tỏa xe. Ông Viện khẳng định: "Kiến nghị đề xuất là quyền của doanh nghiệp nhưng dừng đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông là vi phạm pháp luật. Chúng tôi không đồng tình với cách làm tự phát này và yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng đưa xe về đúng trật tự." Tuy nhiên các nhà xe vẫn tiếp tục nêu kiến nghị và không chấp hành di chuyển. Ông Viện cho biết thêm vào chiều ngày 1 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiếp và đối thoại với các doanh nghiệp tại trụ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Ông Viện khẳng định, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo làm rõ những kiến nghị và giải quyết thỏa đáng theo đúng pháp luật cho doanh nghiệp.